Chào mừng quý vị đang đến với chương trình Hot News với MC Khánh Linh. Chương trình được phát sóng vào ngày thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Xin mời quý vị cùng đón theo dõi. Khánh Linh xin kính chúc quý vị một ngày thật vui và nhiều an lành trong cuộc sống. Khánh Linh xin mời quý vị cùng tham gia câu hỏi đố vui có thưởng trong tháng 8. Và ngày hôm nay là ngày cuối cùng của câu hỏi đố vui của tháng 8 quý vị nhé. Sau đây Khánh Linh xin mời quý vị cùng đến với những bản tin của Hoa Kỳ của ngày thứ 3, 31 tháng 8, 2021. Mở đầu bản tin Hoa Kỳ, Khánh Linh xin cập nhật đến cho quý vị về thiệt hại do bão Ida lên đến 80 tỷ đô la. New Orleans có thể bị mất điện trong mấy tuần lễ. Hơn 1 triệu người ở New Orleans và khu vực lân cận hôm thứ Ba, 31 tháng 8, tiếp tục trong tình trạng mất điện và giới hữu trách nói rằng tình hình này có thể còn kéo dài mấy tuần lễ nữa sau bão Ida, vốn theo các chuyên gia thì đã gây ra thiệt hại lên tới 80 tỷ đô la. Theo hãng thông tấn UPI nói rằng các toán sửa chữa đang được gửi đến trong khu vực bị ảnh hưởng của bão để xác định mức độ thiệt hại của hệ thống truyền dẫn điện tại New Orleans cũng như các nơi khác trong tiểu bang Louisiana. Tiểu bang này đã bị khởi sự mất điện kể từ trưa ngày Chủ nhật khi bão Ida ở cấp 4 kéo tới và làm ngã nhiều cột điện cũng như gây hại cho máy móc. Công ty điện Entergy nói về một trụ dẫn điện cao thế bị đổ ở gần Avondale rơi xuống sông ở Mississippi. Tính tới sáng sớm ngày thứ Ba, hơn 1 triệu căn nhà và cơ sở doanh nghiệp ở tiểu bang Louisiana còn bị mất điện, theo PowerOutage.us cho hay. Có chừng 60.000 căn nhà khác cũng bị mất điện tại tiểu bang láng giềng là Mississippi. Các giới chức đứng đầu công ty Entergy New Orleans nói với đài truyền hình địa phương WDSU-TV rằng việc phục hồi điện lực cho dân chúng sẽ mất nhiều thời giờ và tùy thuộc vào mức độ thiệt hại cũng như nơi bị thiệt hại. Bão Ida tiếp tục trút mưa tầm tã khi tiến sâu vào đất liền hôm thứ Ba, theo Sở Khí tượng Quốc gia cho biết. Tòa Bạch Ốc nói Bộ trưởng Nội an là Alexandro Mayorkas và Giám đốc FEMA Ginny Criswell sẽ đến Louisiana hôm thứ Ba để xem xét tình hình tại chỗ. Thưa quý vị, bản tin tiếp theo, Trung Quốc nêu điều kiện cùng Mỹ dìu dắt Taliban. Trung Quốc cho rằng để đảm bảo Afghanistan không thành nơi trú ẩn cho khủng bố thì Washington phải hợp tác với Bắc Kinh và thay đổi cái nhìn về Taliban. Taliban nắm quyền kiểm soát Afghanistan cách đây 2 tuần nhưng đang đối mặt với một cuộc khủng hoảng toàn diện về kinh tế lẫn ngoại giao. Afghanistan có nguy cơ hứng chịu thảm họa nhân đạo nghiêm trọng khi nguồn tài trợ quốc tế vốn là trụ cột chính cho nền kinh tế nước này đã bị cắt dưới áp lực của Mỹ. Quỹ tiền tệ quốc tế gọi tắt là IMF đã chặn hơn 370 triệu Mỹ Kim tiền viện trợ cho Afghanistan do thiếu rõ ràng trong cộng đồng toàn cầu về việc công nhận Taliban. Washington cũng đã đóng băng khoảng 7 tỷ đô la tiền dự trữ của chính phủ Afghanistan trong các ngân hàng Mỹ. Zhu Yongbao, giáo sư quan hệ quốc tế tại Đại học Lan Châu cho biết Washington và Bắc Kinh hoàn toàn có thể phối hợp với nhau để dìu dắt Taliban hòa nhập với cộng đồng quốc tế. Nếu để Taliban hoài nghi vào khả năng hội nhập quốc tế, nước này có nguy cơ rơi vào tình trạng cô lập và trở thành mảnh đất màu mỡ cho chủ nghĩa cực đoan. Muốn đạt được mục tiêu đó, Mỹ và Trung Quốc nên hỗ trợ Afghanistan dựa trên các điều kiện thực tế và không nên tìm cách áp đặt những biện pháp trừng phạt khắc nghiệt lên Taliban một cách mù quáng theo các tiêu chuẩn của phương Tây. Chúng ta nên xem xét kỹ hơn liệu Taliban có thực sự sẵn sàng thay đổi hay không. Trung Quốc không ít lần cáo buộc Mỹ có tiêu chuẩn kép về khủng bố. Đây là thông điệp được nhấn mạnh trong cuộc điện đàm giữa Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp Mỹ Antony Blinken hôm 29 tháng 8. Trung Quốc hồi cuối tháng 7 đón một phái đoàn Taliban mô tả nhóm là một lực lượng chính trị quan trọng ở Afghanistan. Một bản tin tiếp theo cũng nói về Taliban, thưa quý vị, thì cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lên tiếng Mỹ nên tấn công nếu Taliban không trả khí tài. Cựu Tổng thống Trump đã cho rằng Mỹ nên đáp trả bằng sức mạnh quân sự dứt khoát nếu Taliban từ chối trả lại hàng tỷ đô la khí tài của Washington bỏ lại Afghanistan. Chưa bao giờ trong lịch sử, việc rút khỏi cuộc chiến lại bị xử lý tệ hại hoặc kém cỏi như chính quyền Biden rút khỏi Afghanistan. Và một điều hiển nhiên, toàn bộ thiết bị phải được yêu cầu trả lại lập tức cho Mỹ, bao gồm từng xu trong tổng chi phí 85 tỷ đô la. Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết trong một tuyên bố hôm 30 tháng 8, sau khi Taliban giành quyền kiểm soát Afghanistan, có thông tin cho rằng hàng tỷ đô la thiết bị vũ khí của Mỹ đã rơi vào tay Taliban, gồm súng, xe hơi và nhiều máy bay.
Máy bay hầu như vô nghĩa với lực lượng này nếu không được huấn luyện điều khiển, nhưng việc tịch thu chúng sẽ được Taliban sử dụng để tuyên truyền. Tính đến ngày 30 tháng 6, quân chính phủ Afghanistan được cho là có 211 máy bay do Mỹ cung cấp. Ít nhất 46 máy bay trong số đó hiện ở Uzbekistan do quân đội Afghanistan sử dụng để rời khỏi đất nước sau khi bị Taliban giành quyền kiểm soát. Nếu thiết bị không được trao trả, chúng ta nên tấn công bằng sức mạnh quân sự dứt khoát và lấy lại thiết bị, hoặc ít nhất là đánh bom tiêu hủy toàn bộ. Không ai từng nghĩ việc rút quân kém cỏi ngu ngốc này có thể diễn ra, ông Trump nêu thêm. Cố vấn an ninh quốc gia của Tòa Bạch Ốc Jack Sullivan thừa nhận phần lớn thiết bị đã rơi vào tay Taliban. Rõ ràng họ sẽ không dễ dàng trả lại cho chúng ta. Quân đội Mỹ đã vô hiệu hóa 73 máy bay tại sân bay quốc tế Hamid Karzai ở thủ đô Kabul trước khi rút hoàn toàn khỏi Afghanistan ngày 30 tháng 8. Họ cũng vô hiệu hóa khoảng 70 xe thiết giáp chống mình MRAP, mỗi chiếc trị giá khoảng 1 triệu đô la, cùng 27 xe đa dụng Humvee. Thưa quý vị, thời điểm này là các con em chúng ta đang đi học trở lại đúng không thưa quý vị, và chắc chắn là những người cha mẹ phụ huynh đang rất là lo lắng về sức khỏe của con em mình khi trở lại lớp học trực tiếp với thầy cô giáo ở trường. Và ngày hôm nay một bản tin mà Khánh Linh muốn chia sẻ đó là một giáo viên tiểu học ở California lây COVID-19 cho hơn nửa lớp học. Một giáo viên tiểu học ở California chưa chích ngừa làm lây COVID-19 cho hơn nửa lớp sau khi tháo khẩu trang để đọc bài cho học sinh hồi tháng 5. Giới chức Y tế California loan báo hôm thứ Sáu 27 tháng 8. Theo đài CNN thì đáng chú ý số học sinh nhiễm bệnh lây tiếp cho học sinh khác, gia đình và hàng xóm. Giáo viên này đi dạy mặc dù có triệu chứng COVID-19 rồi tháo khẩu trang để đọc bài cho học sinh. Cơ quan Y tế Marin County cho hay trong bản báo cáo COVID-19 hàng tuần của CDC. Theo các nhà điều tra thì giáo viên này tưởng rằng triệu chứng đó do dị ứng không phải nhiễm COVID-19. Lớp học có 22 em thì 12 em bị lây, trong đó có 8 em ngồi hai dãy bàn đầu. Sự việc xảy ra bất chấp nhà trường thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa virus lây lan. Nhà trường bắt buộc giáo viên và học sinh đeo khẩu trang trong lớp. Qua phỏng vấn thì phụ huynh những em học sinh nhiễm bệnh có thể thấy học sinh rất tuân thủ đeo khẩu trang và giữ khoảng cách như CDC khuyến cáo. Tuy nhiên, có tin giáo viên này vài lần tháo khẩu trang để đọc bài trong lớp. Suốt giai đoạn đó, tất cả bàn học đều cách nhau 6 feet. Bản báo cáo cho biết thêm, toàn bộ lớp học đều có máy lọc không khí xách tay, còn cửa chính lẫn cửa sổ đều mở ra. Vậy mà cũng không đủ bảo vệ học sinh. Cuối cùng, tổng cộng 27 người nhiễm bệnh, kể cả giáo viên. Tuy nhiên, không ai bệnh nặng và tất cả đều lành bệnh. Toàn bộ những ca nhiễm được phân tích đều do biến thể Delta gây ra, mặc dù các nhà nghiên cứu cho hay họ không thể xét nghiệm bất kỳ ai có lẽ nhiễm bệnh trong đợt đó. CDC nêu ra trường hợp này làm thí dụ, để việc trường học phải tuân thủ mọi khuyến cáo nếu muốn bảo vệ học sinh và nhân viên. Bản hướng dẫn của CDC dành cho trường học liệt kê chích ngừa là cách bảo vệ mọi người tốt nhất. Hiện tại thì trẻ em dưới 12 tuổi chưa hội đủ tiêu chuẩn chích ngừa, do đó CDC kêu gọi mọi người lớn đi chích ngừa để bảo vệ các trẻ em. Và Khánh Linh được biết hiện tại các nhà lập pháp của Hoa Kỳ đang yêu cầu phải có vaccine cho trẻ em dưới 12 tuổi. Thì chúng ta hãy đợi xem là bao lâu chúng ta sẽ có vaccine cho các trẻ nhỏ quý vị nhé. Thưa quý vị, và bản tin cuối cùng trong phần tin của ngày hôm nay về một thành phố mà có thể gắn liền với rất là nhiều người dân Việt Nam tại hải ngoại, đó là Little Saigon. Westminster thảo luận kế hoạch phát triển Little Saigon. Hội đồng thành phố Westminster đang cân nhắc nhiều kế hoạch phát triển Little Saigon và một số trở ngại để có thể thực hiện được việc này. Theo tờ báo của quận Orange County, Hội đồng thành phố Westminster thảo luận việc cải tiến Little Saigon trong cuộc họp vào tối thứ Tư, 25 tháng 8. Và Little Saigon ở Westminster được coi là khu thương mại lớn nhất của người Việt tại hải ngoại, nhưng nhiều người chưa biết tương lai của khu vực này sẽ ra sao. Trong cuộc họp, thì hội đồng thành phố đồng ý thông qua việc ký hợp đồng 25.000 đô la với một tổ chức quan hệ kinh doanh để vạch ra những kế hoạch phát triển cho Little Saigon. Tuy nhiên, thành phố chưa nói sẽ ký hợp đồng với tổ chức nào. Bà Alexa Smiddle, giám đốc phát triển cộng đồng của Westminster, nói về bản kế hoạch đầu tư Little Saigon trước hội đồng thành phố. Báo cáo này nói về lịch sử, tình trạng, hiện thời và tương lai của Little Saigon ở Westminster, nhất là đoạn đường bô xa từ ngã tư Magnolia đến Brookhurst. Theo bà Smiddle, mục tiêu của thành phố là đào sâu và tìm cách phát triển khu vực này. Tuy vậy, bà cho rằng khu vực này chưa sẵn sàng cho tương lai.
Một số trở ngại để phát triển Lido Sài Gòn, theo báo cáo của bà Smiro, gồm có thay đổi các bảng hiệu, bảng tên đường hay bảng tên khu vực, thiết kế lại các tòa nhà, thay đổi cách người tiêu dùng mua sắm, tạo một thương hiệu riêng của Lido Sài Gòn và phải giúp khu vực này cải tiến công nghệ. Nghị viên Kimberly Hồ khen ngợi báo cáo về hướng phát triển Lido Sài Gòn, tôi rất hào hứng và không biết phải nói gì. Còn nghị viên Carlos Menzo đề nghị đường Bosa nên có một cổng vào để thu hút nhiều khách đến nơi này. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình đến những phút cuối cùng. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin mời quý vị cùng tham gia câu hỏi đố vui có thưởng của tháng 8. Và sau đây là câu hỏi đố vui của tháng 8. Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài? Một ly thủy tinh đựng đầy nước, làm thế nào để lấy nước dưới đáy ly mà không đổ nước ra ngoài? Xin mời quý vị cùng trả lời câu hỏi này và bên cạnh đó xin mời quý vị hãy cùng đoán có bao nhiêu người tham gia cũng như là trả lời câu hỏi này. Không nhất thiết phải đúng nha quý vị, chỉ cần biết là khoảng bao nhiêu người tham gia câu hỏi đố vui có thưởng của tháng 8 này. Và hãy gửi về email của Khánh Linh là mckhanhlinhusa@gmail.com hay là quý vị có thể vào trong message của fanpage bên Facebook là mckhanhlinhusa. Xin quý vị đừng trả lời ở trong phần YouTube comment, tại vì rất là khó cho Khánh Linh track được bao nhiêu người tham gia câu hỏi đố vui có thưởng kỳ này nhé.